Tuần vừa qua thì đã có nhiều giải đấu golf được diễn ra và diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn. Đáng chú ý là chức vô địch đều đã thuộc về những chủ nhân rất xứng đáng. 4 birdie trong 4 hồ đầu gần cuối, Jason Kokrak đã có được phong độ ấn tượng như thế trong vòng 4 giải Houston mở rộng. Ở giải Dubai Championship, tay golf JB Hansen có một chiến thắng còn ngọt ngào hơn. Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp JB Hansen được nâng cao chức cúp vô địch tại European Tour. Thế nhưng chiến thắng này đã đủ giúp JB Hansen chính thức giành suất tham dự sự kiện cuối cùng của mùa giải là World Tour Championship, cũng tổ chức tại Dubai vào cuối tháng 11. Còn lượt giải Pelican Women Championship, tay golf Nelly Korda cũng có một chiến thắng đáng nhớ. Dù mắc sai lầm lớn trong vòng cuối với triple bogey, thế nhưng Nelly Korda đã kịp sửa chữa sai lầm khi vượt qua các đối thủ ở hồ đầu phụ để giành chức vô địch sít sao, đồng thời đảm bảo vị trí số 1 trên bảng xếp hạng công bố tuần này.